À dạ dạ em nghe. Văn phòng nha sĩ à. Dạ em biết hôm nay em có hẹn với bác sĩ với nha sĩ mà. Dạ em tới liền, em tới liền. Dạ đang ở tiệm chè Hảo Ngọt. Thì ăn chè bị sâu răng rồi mới cho bác sĩ nhổ răng chứ. Dạ dạ yên tâm yên tâm. Em đúng giờ lắm, chỉ có cái sai ngày. Ok ok rồi, rồi. Ủa sao nãy giờ vô mà tiệm chè vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy ta? Bà bán chè. Dạ. Dạ em đây. Chỗ tiệm chè. Ở em giúp em đi gia chè nha. Chi kỳ vậy trời. Bà bán chè. Dạ. Đứng lại. Dạ. Ủa ly chè đâu rồi em? Em ra kia múa quá nó đổ rồi. Sáng giờ đổ 10 ly rồi đó, anh chưa bán được ly nào á. Trời ơi em bán chè phải em bán thân đâu. Làm gì mà em ẻo quá ẻo lại. Như nha như nhảnh như con cá thẩm vậy. Hôm nay làm gì quất nguyên bộ đồng màu vàng khè vậy? Nhìn giống trái chuối không anh? Y hệt như trái chuối cao. Vậy hả? Ờ. Bởi vì hôm nay em bán chè chuối mà. Chè chuối on sale đồng trái cái đồng. Có chè chuối. Dạ có chè chuối. Trời ơi anh thích ăn chè chuối lắm. Dạ. Chè chuối ngon. Ngon. On sale phải không? Sale luôn. Cho anh ly chè ba màu. Trời trời trời. Không có liên quan tới chè chuối tôi vậy cha. Cái gì mà on sale làm sao mà ngon được. Thôi kệ anh ăn đi. Em tính giá đặc biệt. Có giá đặc biệt. Thích anh lâu rồi mà không dám nói không. Đàn ông nước Mỹ chết hết được phải không? Dạ sao kỳ vậy? Tôi tự nhiên đàn ông nước Mỹ chết hết là tại sao? Thì anh mới nói tôi thích anh đó. Đàn ông nước Mỹ chết hết tôi cũng chừa ông ra, tôi không có thích nữa. Mơ không à. Em ác ghê luôn á. Bây giờ không thích anh chứ hôm nay ngày gì mà có giá đặc biệt. Trời ơi. Rồi ế mà từ sáng giờ tôi múa quá nó đổ mười mấy ly chưa bán được người nào. Anh mở hàng cho em đi. Ế anh cũng ăn. Hỏi thiệt gì? Bỏ trong chè cái gì mà ăn xong về nhớ em quá à. Xạo dễ sợ. Bữa tôi thấy ông ăn bún mắm, ông cũng nói với mẹ bún mắm cái câu này là y chang. Má anh dạy. Lời nói em có mất tiền mua. Ăn chỗ nào mình cứ khen chỗ đó. Gặp đứa nào nó ngu cái nó cho mình free. Không ai ngu mà cho anh free hết trơn á. Ăn bao nhiêu tôi tính tiền bao nhiêu. Mệt quá đợi tôi chút xíu tôi tiếp khách bị handicap. Có khách hả? Khách vô đó trời. Khách giật quá vậy ta. Xong rồi ta cũng xong. Làm gì trời? Trời ơi, ổng làm như là lễ hội hóa trang hay sao? Hôm nay phải ngày Halloween đâu anh. Tưởng vô quán em hóa trang hay không? Bực mặt hầu quá ta. Có phải lễ hội vô quán tôi hóa trang chi vậy? Ăn cướp! Giỡn hoài luôn. Con lớn rồi chơi súng chi mà không biết cách. Ví dụ anh giỡn ta mà rút súng anh là ăn cướp. Là anh phải chĩa ngay đây nè, thấy không? Chỉa ngay chỗ này là nó xì xọ. Còn chỉa cái này nó xì cái khác là đền cho tôi. Cái gì vậy? Tao làm cướp nè. Lên đạn cạc cạc là cướp thiệt mà. Vô đánh lên. Thầy anh ơi em là. Vô cao lên. Vô cao quánh hở áo. Bút tiền ra. Anh khó quá kêu giơ tay rồi sao móc tiền. Qua tay xuống. Dạ. Móc tiền ra. Dạ móc tiền. Làm cái gì vậy? Anh mới biểu móc tiền ra đó. Móc tiền có ba kìa. Thấy ông nói không nói rõ nữa. Mà trong người em đâu có chỗ để tiền. Đi vô trong quầy. Dạ. Lấy tiền nhét đầy cái vali này cho tôi. Cái vậy? Nhét đầy cái vali này. Ê. Thôi đi ba. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao mà kêu nhét đầy vali? Tiệm hồng sàn, tiệm vàng tại sao không cướp? Vô tiệm chè mà không đòi đầy vali tiền. Vừa phải rồi chú. Dạ tính vậy được không? Giờ đi đâu chịu khó đâu chơi vòng đi. Em bán từ giờ tới chiều em gom đầy vali em gọi điện tới lấy được không? Được. Được
Được, sao lắc đầu dữ hả? Đau quá. Làm gì đau? Lấy cái tay ra chị ơi. Trời ơi, kẹt tay hả? Dạ, để em vô. Dạ, mà hả? Cửa lên tiền. Dạ, vô lấy tiền liền. Thằng kia, cửa cái gì? Dạ. Gỡ tay lên. Bà bán chè. Dạ. Bà có bán mắm không vậy? Bán chè đâu có bán mắm. Xin chào. Ăn mặc bánh bao giờ không có tánh. Anh ăn cướp. Cái gì? Đi ăn cướp sao không đeo găng tay vô? Để lại dấu tay cảnh sát bắt á. Này mới vô nghề phải không? Ai nói mày tao mới vô nghề? Bữa nay là ngày đầu tiên của tao đó. Súng của anh. Sao hay vậy? Hồi xưa em làm ăn cướp mà. Giờ bỏ nghề. Tại sao bỏ nghề? Quay súng bị que giò. Mày điên rồi. Quay súng bằng cái tay bắn mới tới cái giò. Quay súng trúng chân què giò. Rồi sao bỏ nghề? Thì bỏ nghề luôn chứ sao, anh nghĩ sao? Giờ què giò rồi, cảnh sát dí chạy sao kịp. Đúng không chưa? Này, mai mốt đi ăn cướp, gặp thằng nào chỉ súng cướp liền. Đừng quay súng nha ông. Cảm ơn mày nha. Được rồi, để tao thanh toán con mẹ vàng khè bán chè này xong tới phiên mày. Anh, hôm mấy anh thanh toán em trước đi. Bị cướp mà cũng giành đó hả? Không phải, tại em có hẹn với nha sĩ đi nhổ răng nè. Mày có nước nhổ nguyên hàm chứ nhổ con cái nhầm rồi vậy mày. Tao chưa thấy ai có hàm răng gớm như mày hết trơn. Mà tao nói thiệt. Sao anh? Mày mà hợp tác với là bà bán chè này là giàu to đó. Làm gì mà giàu to anh? Răng mày nạo dừa cho bả làm đứt cốt đó bán chè. Và anh nói em mới nãy em mới nhớ nha. Vậy là cả xóm này nó khen em có hàm răng tu nguyệt đó anh. Là cái gì? Tu á là râu, nguyệt là trăng. Râu trăng là răng trâu á anh. Răng mày răng khủng long cái tâu gì? Giờ có răng thì ghét. Bóc bóc ra. Anh em đồng nghiệp với nhau không mà bóc ra. Ai đồng nghiệp với mày? Bóc bóc ra. Dạ bóc thiệt á anh. Tui đây. Ăn mặc đẹp gì mà có 20 à? Thời buổi kinh tế khó khăn, trộm cướp đầy đường anh ơi. Em khôn lắm, em có giấu tiền một chỗ đâu. Mày giấu đâu? Em giấu dưới vớ nè. Giấu vớ? Dạ. Mày hay quá. Móc ra. Không. Móc ra. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy này trời. Giấu có 20. Giờ cái mặt là thấy nghèo rồi. Nè anh. Gì? Ăn cướp tao nha, đừng sỉ nhục nha. Gì vậy? Anh nói ai nghèo? Đứng lại. Gì? Anh nói ai nghèo? Mày nghèo, trai nghèo. Không dám nghèo đâu. Xin lỗi anh à, trên người tôi còn một thứ quý hiếm nữa. Cái gì? Cái đồng hồ Rolex nè. Nè thấy không? Trời, tao nói nó chiếu sáng luôn á. Cầm thôi nha, hơn 1000 luôn đó anh. Rolex hả? Dạ, dạ. Tháo ra. Tháo ra. Tao không được. Để sao hôm nay tôi ngu quá vậy nè trời. Hàng thiệp hàng giỏ mày? Không biết nữa anh ơi. Cái này em trơn của ông già em á. Mà em nói nghe, ông già em á không bao giờ xài hàng thiệp. Thiệt hay giả tao không cướp. Mày xong rồi đó, đi đi. Dạ, cảm ơn đại ca. Đi luôn nha bà chủ. Trời ơi, chưa có thấy con mẹ nào mà đá lông nheo xấu như bà này vậy á. Cái gì đó? Anh, làm như ý bà là muốn em đi báo cảnh sát cho bà. Mà em có ngu. Thà là tôi mất 40 với cái đồng hồ mà nó khỏe, đúng không? Bây giờ đi báo cảnh sát nè, làm nhân chứng nè, cả ngày mệt thấy bà luôn à. Đúng không anh? Đúng. Cướp em rồi, giờ quay qua cướp bà đi. Cướp lắc anh á. Xong chưa? Dạ xong rồi. Hả? Dạ xong rồi mà em sợ anh khiêng không nổi. Cái gì khiêng không nổi? Tiền 25 sen mà ba bao tải luôn. Ai kêu mà lấy mà tiền 25 sen? Hồi nãy anh vô anh không nói. Anh nói lấy tiền cắt em lấy tiền cắt. Tôi kêu mà lấy tiền giấy. Anh cướp mà anh khó. Thấy không? Anh phải dạy em. Anh vào vô phải nói cướp tiền giấy. Anh
vô nó cướp không, nãy giờ ông đổi tiền cắt thấy bà luôn á. Dạ tôi kêu lấy tiền giấy nghe chưa? Dạ. Tiền giấy. Dạ dạ em biết rồi, đem vô lấy tiền giấy cho anh. Cái chợ nóng quá vậy ta. Anh đeo mặt nạ vô. Ăn cướp mà anh tháo ra vậy nè, lỡ nào nó đi ngang nó nhận diện được anh, nó báo cảnh sát là tiêu đời. Biết rồi, nhưng mà trong này nóng quá, sao mở máy lạnh vậy? Dạ có máy lạnh chứ, mà bị gì hôm nay nó hư. Sao không kêu thợ sửa? Em kêu rồi mà sao tụi nó làm ăn gì không tới sửa ta. Bậy quá. Kêu thợ nữa, lần nữa coi. Em mượn điện thoại coi. Điện thoại bà đâu? Hư rồi. Sao cái gì cũng hư hết trơn vậy? Người em còn hư, đừng nói chi đồ. Thấy ngoài tươi tốt vậy chứ trong heo queo mà. Nghe nè. Dạ. Trời ơi, chưa cướp gì thấy lỗ. Thoại xịn dữ vậy trời, ăn cướp sao thoại xịn hơn tôi nữa nè. Lẹ lên. Dạ. Alo, tiệm máy lạnh băng giá hả cưng? Ờ, sao không tới sửa máy lạnh cho chị cưng? Tiệm chè hấu ngọt nè. Ờ, mai hả? Không được đâu, mày tới sửa liền đó mày. Mai gì nóng chết rồi nè, thẳng cướp đi vô nó cướp nó rầy tao nè. Không có thiệt, mày tao giỡn sao? Mày không tin là ra mặt lời nè, anh nói tiếng cho nó tin em coi. Nóng quá. Đó, nóng quá mày nghe không? À em không có tới sửa được tại vì hôm qua em cũng bị cướp nữa hả? Tội nghiệp quá hả? Hỏi con này có cướp không? Anh hôm qua anh có cướp cái tiệm máy lạnh không? Cướp nhiều tiệm mà không có nhớ. Nó nói cướp nhiều tiệm mà nó không có nhớ. Nhưng mà không sao đâu. À hả? Ở nhiều... À nãy nó nói là nó cướp tiệm chè lần đầu tiên. À có nghĩa là cướp máy lạnh em rồi qua cướp tiệm chè mới là lần đầu tiên hả? Không thấy em tả coi. Ờ con này nó mập hơn chị em. Ờ nó cao bằng chị. Gì? Không, anh leo lên ghế anh mới cao bằng em. Em cao bằng anh. Mày nó không có mông, đúng rồi. Ê, cái mặt nó mặt mâm, thấy thương lắm. Để tao tâm sự với nó một chút. Anh nghỉ nghề anh cướp đi. Anh về anh phụ em bán chè hai đứa mình giàu luôn á. Sao giàu? Cái mặt của anh mà ngửa lên vậy nè. Để 8 chén chè thêm 2 chén nước dừa còn dư chỗ đó. Mặt mâm mà phải mâm thường, mâm đi bán á. Giỡn mặt với bà hả? Anh lo. Anh không chịu, anh nói giỡn mặt với anh không chịu. Ờ, có cái bụt rùi dê chó nằm ngay đây thấy cưng với cưng hiểu lắm. Ờ, đúng rồi. Bạn ơi bạn. Hả? Điện thoại của mình đó nha. Nó lẹ lên chút. Điện thoại của mình bạn mới tám nãy giờ. Cái điện thoại của bạn cúp lâu rồi. Ờ, sao? Mày tới đêm nay chị bán chè chuối on sale, đồng trái, trái 1 đồng. Ăn giúp chị nha. Ờ, tới đi, mày chứ tính mày nóng rồi, mày tới chị sale cho. Thằng đó chị nó ghét chứ sao, nghĩ sức. Chưa thấy con mẹ bán chè nào mà mắc bố như mẹ này. Có chuyện không có điện thoại mà cười sằng sặc với mẹ khùng. Tới mày thiệt. Ủa sao nói chuyện mày sao mày trả lời trả vốn như mày? Mày không có lịch sự mày phải trả. Hả? Điện thoại mới đây đâu rồi? Đây nè. Ủa sao lấy lại vậy? Lấy lại gì, nó nói tốn tiền của tôi quá. Anh bậy lắm. Anh vô anh cướp của tôi bao nhiêu tiền được. Có một cuộc điện thoại tiết kiệm cho tôi nha. Giận anh tôi lấy tiền cho anh đi sớm. Không chưa? Một chút. Giấy phải không? Ờ. Đếm lẹ lên. Thôi em chút chiếu. Em đếm cho nó kỹ lát còn khai báo với cảnh sát. Anh cướp. Anh có receipt không? Gì vậy? Anh cho em để em khai thuế. Khai thuế gì? Không cần cuối năm nó trả là em mớ à. Giỡn mặt với bà hả? Đi ra ngoài. Dạ. Để tôi đếm. Đếm đi anh. Lòng quá. Dạ. Ôi, cầm giùm coi. Dạ cầm. Chỉ ở đây phải không? Anh ấy chỉ cho đúng chỗ. Không biết chĩa súng hả? Đó giờ đâu có đi cướp đâu biết chĩa súng. Tôi dạy cho nghe chưa? Dạ. Chĩa không ai chĩa ở đây hết trơn. Chĩa đâu? Chĩa phải chĩa ở đây nè. Ha. Cái gì bắn xì xò nghe không? Ừ. Chĩa ở đây bắn xì mỡ nghe không? À. Cái này phải không? À. Đây là cái mặt em má hát giống ăn cướp anh. Ủa tôi không cướp là ăn cướp vậy? Cái mặt em thánh thiện vậy sao cướp? Cái mặt anh mới cướp nhưng mà em không có cướp. Bà bị em cướp. Em bị cướp. Bà không quay súng mà chĩa gì chứ? Ờ ha. Quên thiệt mới vậy. Tánh mau quên quá. Thôi xong rồi. Mệt quá. Có bụng quá có gì ăn không? Dạ chè chuối on sale 1 đồng 1 trái. Trái 1 đồng. Cho 1 trái đi. Dạ. Dạ đây. Sẵn sàng. Ừ. Nhiêu vậy? Dạ 3 đồng. Sao mới nói 1 đồng 1 trái? Anh thấy không? Cái tánh của anh nóng quá anh không có để ý. Anh nhìn trên kè nè. Em có chen 2 bên 2 viên cho nước thấy không? À, 2 viên cho nước rõ ràng luôn. Ờ đúng rồi. Trái chuối 2 viên cho nước đàng hoàng. Lạ quá. 3 đồng. Nè 5 đồng á. Khỏi thói. Trời ơi sợp quá nha. Tiếp luôn khỏi thói luôn nha. Mặt này quen dễ sợ luôn á. Làm gì mấy bữa trước tới đây ăn chè của tôi rồi cua tôi không được. Giờ quay lại cướp tiền tôi là sao? Quen quá. Nè. Dạ.
có chồng chưa? Dạ có rồi. Ừ. Nhưng mà anh cứ nói đi, em còn bỏ nó kịp mà. Nói chuyện dễ thương quá. Dạ. Tối rảnh không? Dạ rảnh dữ lắm, bán chè buổi sáng chứ buổi tối rảnh mà. Ừ, tính mời nhà hàng ăn mừng. Ăn mừng vụ gì? Mới cướp tiền xong nè. Trời ơi, ghét quá. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ nói đi anh. Em buôn bán bây giờ đó, thời buổi bây giờ kinh tế đang xuống, nghe không? Em thối tiền thấy coi chừng tiền giả, nghe không? Dạ dạ. Nè, anh thấy nè, tờ 100 này là tờ 100 giả rồi đó. Sao sao sao, 100 giả? 100 thiệt đó, là cái mắt ông Phan Linh này ông dòm lên trời. À. Cái tờ này ông nhìn xuống đất. Đâu? Nè. Ờ, hai nhìn xuống đất nè, tôi ừ. Tại sao ông nhìn xuống đất vậy? Ông biết tiền giả, ông buồn, ông nhìn xuống đất. À. Không? Hay quá. Ông muốn em nhìn, em muốn phân biệt lẹ nữa đó. Dạ. Em lật ra làm sao, em thấy cái hàng chữ gì không? Chữ gì? Ngân hàng địa phủ. Anh kéo hoài à. Thôi, có khách rồi. Có khách, để em tiếp khách. Trời ơi. Ông này còn hay đi kép nặng hơn anh hồi nãy nữa. Anh tiếp ông nha. Làm như giật đợt cuối rồi chết luôn hay sao, giật quá. Hôm nay sao dân chúng buôn xa hiền rình cả buổi sáng giờ không thấy ông nào bà nào vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Ăn chè đi rồi tính. Ây da, quá trang mà sao sống giống police thiệt quá ta. Giống y chang luôn, mặc đồ giống quá. Police thiệt chứ bộ. Police thiệt hả? Chứ sao? Thằng thiệt phải không? Chứ sao? Hiếp 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 hiếp. Stop. Hiếp. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Nhìn cái tướng mà đi. Rồi bà nhìn cái mặt tôi nè. Sao? Xí quách còn đâu nữa mày. Trời. Vậy bà không có chè gì không? Dạ chè chuối ông xeo động trái, chạy anh đóng. Chạy anh đóng động trái. Nói chung là hôm nay là xeo chuối đó. Rồi cho một trái đi. Dạ. Ê ông anh ơi. Đó. Nhớ xin thêm hai viên nha. Ờ dạ. Mà xin viên bự á. Viên nhỏ là tôi ăn vỡ ẹt à. Rồi cho một trái hai viên đi. Anh muốn ăn mấy viên cũng được hết trơn á, em không dám tính tiền đâu. Trời đúng, rồi. Đúng rồi. Làm nghề cảnh sát là vào sanh ra tử, nhưng mà được có cái lợi là mỗi lần đi ăn thì chủ quán không tính tiền. Dạ. Nhưng nếu tính tiền thì tôi nghĩ mẹ nó cái. Dạ đúng này. Rồi. Anh mặc cái sắc phục như vậy, ừ. Với lại hàng anh dài như vậy. Cái gì? Hàng gì vậy? Cái cây này nè, cây này nè. Cái cây này là cái cây ba to. Vậy hả? Cây ba to. Đó giờ em biết cây này gọi là cây ba to. À. Cây ba to dài vậy nè, cộng với cái mặt cô hồn của anh. Đấy. Cái mặt hồn nhiên. Hồn nhiên. À, hồn nhiên y như chó điên nè. Đấy. Em quýnh quá, em gặp anh em mừng em quýnh. Nói tóm lại là ông nội em cũng dám tính tiền anh. Cứ hỏi cô cho làm cảnh sát á, một năm được nghỉ 3 tuần về kia sao? Dạ đúng rồi. Mà một lần cởi được cái bộ đồ này ra rồi người nó thảnh thơi lắm. Dạ thảnh thơi. Nhưng mà kẹt một cái mỗi lần đi ăn phải mặc vô. Mặc chung chí. Trời ơi, không đi mặc vô, đi ra nhà hàng ăn là chủ quán vẫn đưa bill tính tiền như thường à. Hay quá, tính này. Ơi, chị mới mốt về hưu á, đề nghị ông banh giữ là bộ đồ này đi. Chi nữa? Để ăn chè khỏi ra tiền. À đúng rồi. Ê, nè nè nè, nè chú. Làm gì vậy? Trời ơi, chỗ quán xá mà ngồi đếm tiền đây mà cướp nó vô nó thấy được là vong mạng nó dẹp vô. Dạ không sao, sắp xong rồi. Cái gì? Cướp. Ai cướp? Cướp. Tôi vô anh chè cho anh cướp cái gì? Trời ơi, sao ngu dữ vậy ba? Ba cẩn thận lời nói bà nha. Tôi công ba vì cái tội phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ ạ. Dám đang thi hành nhiệm vụ đâu. Vô đây ăn chè chuối chùa của tôi chứ thi hành gì. Anh sợ quá à. Mình để ý giùm tôi nè. Cướp. Ai cướp? Cướp. Thôi bà xích qua coi. Bà nghĩ sao mà bà nói người ta ăn cướp? Trời ơi, cái dáng đó nhiều lắm là anh giật anh thiếu mà không biết nó dám ăn chưa đó. Tôi cho gan lắm là đi ăn cắp vặt thôi. Hả? Trời ơi, cái mặt nó khờ thấy bà luôn mà anh cướp cái gì? Gì? Nói gì mặt khờ? Mặt này không có khờ. Cái này là mặt ngu. Nó khẳng định mặt nó ngu kìa ông nội ơi. Tôi nói cho bà biết đó. Tôi làm cảnh sát đã 18 năm rồi. Mà 8 năm trời đó là tôi đã làm xếp băng đảng rồi. Trời đất ơi. Thế sao? Chùm băng đảng hả? Thế sao? Nãy giờ anh không nói mới để ý cái mặt anh nó ác mà nó ghen đi chùm băng đảng à. Không có thích hợp làm police chút xíu nào không ạ? Không thích mặt hợp. Anh đâu có tôi nói cho bà nghe. Xin lỗi anh. Tôi đã bắt bao nhiêu vụ nổi tiếng rồi. Dạ. Chứ không phải là trời ơi bà nghĩ sao? Tôi hỏi bà một câu thôi, trên thế giới này có thằng nào điên đi ăn cướp xong ngồi tại chỗ tính tiền không? Dạ được ba tiền nó của con. Hoài. Nó mới cướp của tôi đó. Không dám đâu. Bà tiền bà? Tiền tôi. Bà có ghi lại số seri number? Trời ơi, khách vô tiệm chè cả ngàn người đâu có rảnh đâu ghi seri number. Bà có gắn máy thu hình không? Tiệm chè chút ít kìa, ra vô như tôi nhớ mặt rồi gắn camera làm chi. Bà có nhân chứng không? Có. Đâu? Đi nhổ răng rồi. Bà càng nói bà càng gian mà. Gian lắm hả? Bà vu khống cho người ta nữa. Hả? Không? Cái tội đó. Có súng. Có súng. Gì súng nè? Súng lớn rồi để đây, súng nhỏ tôi kết rồi. Trời ơi, còn khoe súng với tôi ơi, chi trời ơi. Súng nhỏ, súng lớn thì thay kệ ông, mà tôi nói thằng kia nó có súng. Súng mới dữ lắm mà. Nhưng mà ai có súng là người đó ăn cướp à? Cướp.
Trời ơi, nước Mỹ tự do này ai mà không có súng? À, tôi biết rồi nhưng mà nó có súng. Ai có súng là anh cướp. Anh cướp. Vậy tôi là cảnh sát, tôi có súng tôi cũng là anh. Bà nói đàng hoàng nha. Tôi hết nhịn nổi rồi đó. Ê, bà có súng chưa? Đưa súng ra đây. Anh giỡn. Bà có súng. Bà, ông đánh đầu thú chuột, chú giỡn. Súng chưa? Tôi đàn bà làm gì có súng. Đó, súng đó, bà đang kẹp ở trong cửa sổ kìa. Kẹp cửa sổ, à, cho thôi, cái súng. Anh ơi, nãy em giỡn nghe em, anh lấy ra giùm em ơi, lấy ra cái súng. Em được đâu. Sao ạ? Sao bóc lộn như sâu nước. Anh ơi, cái súng người ta gửi em chứ không phải của em. Lấy giùm em đi anh. Anh nhiều chuyện quá. Lấy giùm em cái súng ơi. Ấy. Trời ơi, ông lấy đồ trong người ta ra mà ông nhắm mắt vậy có lỡ nó trúng cái phát sao? Kệ ngược ông vợ mở mắt lấy đàng hoàng. Được rồi. Em đàn bà không biết chơi súng. Trời ơi, súng mà để rồi sao nóng như vậy? Kẹp đây nè. Mỗi lần hâm chè em cũng kẹp nó không mà nó nóng vậy đó. Thôi được rồi. Tôi bắt bà về ba tội. Tôi có tội gì mà anh bắt tôi? Tội thứ nhất, bà phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ. Trời ơi. Tội thứ hai, bà vu khống cho người hiền lành là anh cướp. Trời ơi. Tội thứ ba, bà có vũ khí trái phép. Hả? Ok. Thơn nào đâu? Bút cho em, bị ai vô bắt? Tôi đào. Là gì? Không hiểu không? Không. Quay mặt về phía trước. Đưa hai tay ra sau lưng. Bắt người Việt tao nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Anh chi không hiểu gì trơn á trời. Rồi làm đi. Quay mặt về phía trước. À. Trời ơi không phải. Quay nguyên cái người về phía trước. Hay không? Lo nói tiếng Anh cái quên tiếng Việt hay không? Anh phải nói là quay nguyên người nó biết đường tao mò. Rồi sao nữa? Để hai tay ra sau lưng. Rồi. Làm gì đây? Về boss. Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi chủ tiệm gì? Thì tôi nó bắt bắt lộn người trời ơi. Không phải bắt chạy chuối lên xe thôi. Bỏ tôi xuống đi bắt kẹt thôi. Thiệt là chưa thấy cảnh sát nào như ngu như cảnh sát này. Đỡ quá. Ý, bà bán chè ơi. Tôi không biết nấu chè đâu nha. Bà về có tiệm đó tôi còn đi cướp tiệm khác nữa. Bà ơi. Anh không cần phải nói nữa. Những lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa. Tôi làm gì đâu bắt tôi. Tôi có nhân chứng vật chứng đâu. Dạ. Thằng này mới là thằng ăn cướp nè. Theo tao, về bót, giơ tay lên. Vô. Lộn nữa ba. Bên kia mà bắt lộn tôi hoài vậy đâu. Trường thể dục thẩm mỹ như vậy mà nguyên con mẹ bầu vô đây bà nhảy một hồi xúc con ra đây ai chịu trách nhiệm? Dạ thưa chị, em có biết là người ta giới thiệu em ở đây là cái trường thể dục thẩm mỹ, bởi vậy hôm nay em mới tới đây em muốn hỏi chị có cách nào tập cho em mà từ thép mà thành keo không? Trời nhức cái tai luôn vậy. Thép là để làm nhà. Dạ. Keo là để dán giấy. Thép không thể nào mà chế thành keo được hết trơn. Chị ơi, em với chị là cùng người Việt Nam với nhau mà làm như mình bất đồng ngôn ngữ á. Đỡ em giải thích lại cho chị. Ý em nói có nghĩa là chị có thể nào tập cho em từ cái người em lùn ở một khúc gì mà làm cho em dài thuần luôn ra được không chị? Trời. À, nãy giờ là bà nói thấp với cao đó hả? Dạ. Nếu có phương pháp mà tập từ thấp lên cao là tôi tập rồi chứ đâu đợi tới bà. Hen, thấy chị đi dày cả tóc luôn mà ngư cũng lùn xỉn như xì trâm vậy đó. Vô đây chơi đây. Thì giờ không dạy kiểu này thì chị dạy thể dục kiểu khác cho em. Dạy cho dễ đẻ phải không? Về viện bảo xanh kêu mấy cái bà y tá mới chỉ cho cái cách về leo lên giường tập cho dễ đẻ. Trời ơi chị ơi, nói vậy thì dễ quá rồi. Cái ý em là vô đây chính xác hơn là đỡ. Sau khi đẻ ngang là em tập xong là cái người em nó gọn lại như cũ. Tại em làm cái nghề đòi hỏi là em phải có một cái body đẹp đó chị. Làm gì? Ngừ máu. Sao mỗi lần nói ngừ máu ai cũng giật mình hết trơn vậy trời.
Trời ơi má ơi, cái giò bà có 1 feet 1 à. Bà là một mẫu chứ người mẫu cái gì trời. Bà là người mẫu kém tôi siêu sao lắm à. Bởi vậy chị không có hiểu gì trơn á. Cái nghề em là nghề người mẫu bikini. Bởi vì nó không có cần chân dài mà nó chỉ cần điện nước đầy đủ là được rồi á chị ạ. Bây giờ bà là điện nước cúp sạch. Bà là giải tỏa không có đền bù đó má. Vòng 1 chứ vòng 3 không có thấy, thấy vòng 2 nó sắp tràn xuống dưới kia rồi nè. Bởi vậy nói hoài sao chị không hiểu gì trơn. Thôi bà là mẫu ai mà tin, à, cái hãng nào mà dám mời bà. Xin lỗi chị nha, em nhìn chị thâu chứ em làm người mẫu cho Mỹ chứ không có làm cho người Việt Nam mà. Hãng nào? Victoria Secret. Sao không bao giờ tôi câu Secret mà tôi không thấy bà chứ. Chị hiểu chữ Secret là gì không? Không. Secret có nghĩa là bí mật mà em là người mẫu hàng đầu nên em luôn luôn phải bí mật. Không rồi. Cần mọi người biết, chỉ cần em biết mọi người là được rồi. Tôi coi hoài tôi không thấy bà bơi. Bởi vậy nói chị không tin, để em lấy cho chị coi nè. Cái gì vậy? Bánh donut vậy ơi. Cô bầu thèm ăn một ngày em quất chục cái mà nước miếng vẫn chảy à. Trời ơi, một ngày bà giọng 10 cái đó thành ra vừa có nhiêu nó dồn như có bụng bà hết trơn. Bởi vậy chưa nè. Chưa thấy người đàn bà nào có chữa mà xấu như con mẹ nè hết trơn trời. Trời ơi, cái đầu nhọn liễu như mũi tên vậy đó trời. Bởi vậy nói chị không tin đâu nè. Hả? Coi hình đi. Trời ơi. Hình cô đây hả? Dạ. Đẹp quá vậy. Phải không? Đẹp cái giò dài miên man quá. Đó, bởi vậy đó, chị thấy không? Trời đất ơi, hình đẹp quá. Ha. Nằm dài sóc vậy luôn hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ. Nhìn muốn nhức răng luôn vậy. Thì đó, bởi vậy. Cất đi, cất đi, cất đi. Lấy hình của bà ra đi. Cái gì vậy trời? Nãy giờ chị coi hình em đó. Ghẹo dạ, hoài, thôi lấy hình bà ra đi. Tao ơi, hình em đó chị ơi. Vậy đó hả? Bởi vậy, em với hình không có liên quan với nhau chị ơi. Trong hình một trời mà ở ngoài em một vực đó chị. Cái hình nãy là bà. Dạ. Tội nghiệp quá, thằng nào chụp hình cho bà chắc nó cũng photoshop chắc banh ba con chuột mới được quá. Sao có chữa chi vậy? Đang làm người mẫu rồi để có bầu hả? À? Dạ, accident chị ơi. Giờ đang đi tìm cha của đứa trẻ đây nè chị. Bây giờ biết cha nó đâu đây à? Đi về kiếm cha đứa trẻ đi. Khi nào kiếm được cha nó rồi xin một mớ tiền quay trở đây tập thể dục được không? Phải không chị? Chị không có dạy em hả? Vậy thôi để em đi tìm cha đứa trẻ. Vừa nói hình như là cha đứa trẻ gọi đây nè. Chết không phải là cha đứa trẻ, là bạn của cha đứa trẻ. Alo chị Oanh hả? Chị Phẻ không? Em Phẻ nè. Sao? Chị chỉ cho em cách ngừa thai hả? Ngừa con mẹ gì nữa chị ơi. Năm ngoái em hỏi chị không trả lời. Năm nay cái bụng thì lè sắp đẻ rồi đó nè. Bây giờ có chỉ cách nào vô nhà thương nhanh đẻ thì được. Ủa cô bài chị nha. Em đi nghe trời. Trời ơi có bà đi. Nàng bà con gái có bầu mà còn đi cái tướng dách dách sảnh nữa. Bà đi về luôn mà đừng có ghé sòng bài nha. Trời ơi cái đầu bà đưa đó đó là người ta đánh bài tàu người ta bù chắc à. Bà ra bà đi cái tướng nó ra tới kia chắc bà đẻ luôn á. Tôi nói hay ghê ông ra chả nó đẻ lớn ở ngoài đó luôn. Đi cái tướng bà lạ lùng. Sáng sớm gặp cái gì đâu không. Sáng sớm gặp bầu là thấy xui quẩy. Ám ảnh tôi không à. Cái gì xui? Hả? Cái gì xui? Ai vô đây ám? Hủ hồn không? Tập thể thao là phải như vậy. Như mẹ kia dồn xuống đây, người ta phải dồn lên tới đây nè. Mẹ kia tập lộn, nó dồn xuống còn cục. Anh thì dồn 6 cục, trời ơi. Tập là phải tập như vậy. Em nói mẹ bầu xấu quá, chưa có con mẹ nào mà xấu như con mẹ đó trơn. Xấu xúc phạm người đứng kế bên luôn. Hồi nãy bà đứng đây mà bà lay em xấu luôn. Con cũng thấy nhiều người có bầu mà chưa thấy con nhỏ nào có bầu mà xấu như con nhỏ đó. Xấu không chịu nổi. Con nhỏ đó vợ con á. Xin lỗi. Ôi bác ơi, chỗ này là trường thể dục thẩm mỹ hả bác? Dạ, xin giới thiệu đây, trường thể dục thẩm mỹ. Dạ, tại con vô nhìn bác con tưởng đâu ghi danh vô viện dưỡng lão. Cái gì vậy? Dạ. Nhan sắc này ta vô đây ta gặp tôi kêu bằng chị không đó nha. Dạ, xin lỗi chị. Dạ, nghe nói chỗ này là buy one get one free mở new membership á. À, mấy chị cho em ghi danh vô đi. Welcome. Dạ. Tên gì? Nhân. Full name please. Trần Mỹ Nhân.
thấy cái tên nó hợp với nhan sắc của em quá, chị nhất cục luôn phải không? Phải mình chị đâu, nhiều người vậy đó, nhiều có nhiều người còn chưa có kịp nhất cục là ói là tại chỗ rồi. Không phải, tại vì ba má cậu đặt cái tên này hơi sớm. Đáng lý đẻ xong rồi đợi đầy tháng hãy đặt mỹ nhân, coi nhan sắc rồi coi sao mới đặt cái vật này hơi sớm, bị cái tên này dành cho người đẹp. Có ba má em đặt tên khác á chứ. Dạ. Mà tại em thấy cái tên Trần Mỹ Nhân nó hợp với em. À. Bởi vì lúc vô quốc tịch em mới đổi luôn. À. Đó. Chứ tên đúng của cậu là tên gì? Trần thấy gớm. À. Hai cụ ở nhà sáng suốt quá. Đáng lý giữ cái tên nó mới lên luôn á. Thôi, chị nhiều chuyện quá, viết xuống đi. Rồi. Trần Mỹ Nhân. Trần Mỹ Nhân, câu hỏi quan trọng nha, anh có tập thể dục bao giờ chưa? Nhìn cái tướng như vậy mà hỏi có tập thể dục chưa? Hỏi một câu rất là mít lòng. Chị ơi chị. Dạ. Chị xích lên đây. Dạ sao? Chị coi đi. Sao? Trời đất ơi. Trời ơi hú hồn. Chị thấy không? Dạ thấy. Không tập thì làm sao có cái body giống như vậy? Đúng rồi. Không tập thì làm sao có cái mông giống... Con tụt bự quá. Hả? Tụt hú hồn luôn. Đó. Tụt bự như con trâu giọng nội. Đó. Trời nó chạy vô giữa luôn ông ơi. Trời ơi. Tập gì hay quá. Đó, không tập là làm sao có con chuột được giống như dạ, vậy chị thấy không? Quá đẹp. Chưa hết. Sáu múi luôn. Ừ. Ê nè, cái này mới hết hồn nè. Đó. Chị coi nè, nhờ tập nó có cái mông giống như mông quỷ đen. Trời ơi, đẹp quá. Bởi vậy, chuyên nghiệp nói chuyện có khác. Bởi vậy con chuột, cái gì vậy trời? Hả, à, sao muốt xong vậy ông cô nội? Trời ơi, trời nắng vậy ông, ông đụng bao nhiêu đi muốt, chảy mồ hôi ông chiếu cái bà. Trời ơi, áo cục muốt luôn ông ơi. Đồ ông chơi cho cực tấm thân vậy. Độn nguyên người rồi chỗ này có độn không? Cái gì vậy? Chị với nha. Hả? À? Vô duyên gì vậy? Đập vô mông người ta mà không báo trước để người ta biết tầng không. Rồi, chỗ này là khoái tập lớp cao cấp rồi. Tôi sẽ điền tên vô cho tập lớp cao cấp. Em thích cái vụ đó. Viết xuống liền cho em cái lớp cao cấp. Rồi, để tôi kêu... Alo, Dân ơi. Em ra em nhận học viên mới nha cưng. Trần Mỹ Nhân. Ờ, nhưng mà là đàn ông á. Ra liền Dân ơi. Đó, hú hồn chưa? Xin giới thiệu với em. Đây, Trần Mỹ Nhân. Giật mình chưa? Dán em, chị vô chị uống thuốc chống sốc rồi. Trần Mỹ Nhân. Có bạn. Hello. Tên đẹp người cũng khá. Đâu đứng dậy coi. Chấm sờ vào hiện vật. Trời đất ơi. Vô đây tập thể dục mà làm như đi đá gà vậy. Chắc có cửa có cứng không? Một ngày nhà tập mấy tiếng? Cũng không nhiều gì lắm đâu em ơi. 4 tiếng à. 4 tiếng ở trong gym? Không, 4 tiếng ở nhà, 20 tiếng ở gym. Dữ vậy? Nè, 20 tiếng là chưa kể thời gian jogging nha. Đó, and then swimming. Anh thích người bướm. Thấy không? Yeah. Thấy không? Thấy giống con bướm không? Rồi. Thấy giống con bướm không? Mỗi mình chuyển mình bơi chó. Không bơi chó nên anh nhảy qua anh boxing. And dancing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay không em? Cha này có nhiều thì giờ quẩn vậy chắc thất nghiệp rồi. Em ơi, cái vụ mà thất nghiệp đó bây giờ coi như là tỷ lệ nó cao quá rồi. Cả Obama ông cũng đâu có làm được gì đâu. Em thấy không? Ông phải xin thêm 4 năm nữa để ông coi ông có sửa chữa được gì không mà. Rồi rồi, thôi anh nói nhiều quá. Bây giờ là muốn vô lớp cao phải không? Viết vô rồi. Cái lớp cao cấp cho anh. Bây giờ bắt đầu thử trước nha, coi sức anh chịu nổi không. Thử sao em? Bây giờ nhẹ nhẹ khởi động sơ sơ thôi. Hả? À? Làm 50 cái hít đất nha. Lát nữa tôi trở lại cái gì? 50 cái hít đất nhà thôi. Thử. Ok. Em đứng đó coi anh nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đánh vào. Xì. Trời ơi. 47 48 49 50. Hơi. Ơ, 50 cái vậy là tốt lắm rồi đó.
Sao? Thế anh á, anh nể mặt em lắm. Ừ. Em kêu anh hít 50 cái, anh mới hít 50 cái, chứ ở nhà là mỗi một lần anh hít là anh hít 500 cái. Mà anh hít một ngón. Khá. Nhưng mà anh ơi, anh tập không có đều. Cái gì không đều em? Nhìn cái tướng này nè, trên to mà dưới teo. Ở trên á thì hùng hổ như con beo á, ở dưới như hai quả dưa leo thế kia. Cái này đó là tập giết nó thành cái tướng mà củ khoai lang mà cắm hai cái tâm á. Bây giờ đó mình phải tập lại cho nó đều, trên dưới to bằng nhau, không? Thì đó. Bây giờ tập sơ sơ, không? Anh đi theo Vân, giờ tập trước cái đùi và cái hông. À, tập dưới đây thôi phải không? À, thử, cái phần dưới thôi phải không? Thử sơ sơ, nếu mà anh chịu được thì mình sẽ tập thêm ha. Rồi. Ok, chờ tí. Thay cởi áo là muốn tập liền rồi. Ok, bây giờ tập theo nha. À, rồi. À, xin music. Nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 tay nữa 1 2 3 4 1 2 3 4 mặt lên 1 2 3 4 đúng rồi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ok ok bây giờ ngang qua ngang lại ngang qua ngang ra ngang ra ngang xuống 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 nội ngoại gia đình nhà anh có mình anh là con trai à, tạt xuống nữa là nó tét, mà nó tét là nó teo. Ok thôi đứng dậy đi, đỡ anh dậy. À, cái gì? Ok 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 dậy 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 dậy. Ôi trời ơi, trời ơi, anh ơi, anh tập như vậy đó là Vân thấy không có vào cái lớp cao cấp được rồi. Ờ, anh cũng thấy vậy. Bây giờ nếu mà muốn như vậy đó, Vân có cái đề nghị này nè. Sao? Anh phải mướn một người personal trainer đi. Ờ, personal trainer là gì em? Là huấn luyện viên mà tập riêng cho anh. Có nghĩa là chỉ tập riêng hai người trong phòng riêng và tập cái bài học riêng cho anh. Rồi khi nào anh có cái thể lực thì anh mới vô lớp cao cấp được. Ok không? Cái vụ riêng đó anh thích lắm. Được. Cái vụ mà có cái phòng riêng và hai đứa thôi hả? Hai đứa thôi. Nhưng mà anh ơi, phải đây nè, tập như vậy mắc lắm đó. Trời. Tập theo giờ tính mắc lắm. Em yên tâm. À. Tiền bạc đối với anh là chuyện nhỏ. Ừ. Em biết không? Ừ. Anh lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp mà. Cái vụ tiền bạc không thành vấn đề với em. Miễn sao là cái cô đó phải đẹp như em. Chứ còn đẹp cỡ cái bà receptionist hồi nãy chắc anh đi về luôn quá. Anh đừng lo, huấn luyện viên ở đây ai cũng đẹp hết. Vậy hả? Ừ, anh ngồi đây đi. Một lát em cố ra tập cho anh nha. Kêu ra liền nha. Ok, chờ tí. Kêu ra liền tập với anh. Oh my god. Trời ơi, đâu có biết vô lớp cao cấp mà nó khó dữ vậy. Ha, cái gì vậy? Người cái bộ quỷ đâu mà giật mình dữ vậy? Cha đóng tiền đi. Tao chỉ có hù em hoài vậy. Đóng tiền. Chưa có tập vợt chứ mà đóng tiền cái gì chị ơi, từ từ đi để coi có kết quả hay không rồi mình mới tính tiếp chứ. Ở đây là phải đóng tiền trước. Hả? Mấy người anh thông cảm đi, ta cũng đẹp trai giống như anh, cũng lịch sự như anh, tập xong quỵt bỏ chạy không à. Cỡ anh là trai tôi được đâu có kịp. Đóng cái tiền. Này quê mà đóng liền nè. Đó. Không có lấy phút tem. Cái gì vậy trời? Nghĩa là cái này chị phải dán ngay trước đây nè, người ta mới biết cash only. Trời ơi. Nghĩ sao tập thể dục cái phút tem. Tiện đâu nhét dưới vậy trời. Cái chị nghĩ thế coi trên người tôi còn chỗ nào để nhét. Rồi đưa đây. Đó, sao? Làm gì bịt mũi vậy? Trời ơi, ông nghĩ ông chân chơi thể thao mà ông nhét tiền vô vớ chắc banh mũi luôn à. Miễn tôi ghi đủ thôi. 600 á. Rồi, đợi chút đi. Già mà khó chịu. Go go ale ale ale, go 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 ale ale ale. Từ sáng tới bây giờ mới nghe một cái giọng hùng hồn thanh niên vô tập nghe mới được chứ. Cái gì mà tàn cái tâm phào quá. Go 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 ale ale ale,
mình. Go go go. À, lê, à, lê. Chị ơi, thanh niên vô kìa chị. Cụ đi đâu vậy cụ? Kêu tầm bậy không à. Cụ gì mà cụ? Mới 60 mà kêu bằng cụ à. Vô đây kiếm con phải không? Nữa. Tôi vô tôi đăng ký tập thể dục chứ kiếm ai? Trường này là trường thể dục thẩm mỹ, ta chú trọng tới nhan sắc lắm. Vậy không nhan sắc chắc à. Cái này hả? Sắc thì hết rồi, nhan thì sắp đốt. Ở đây chỉ nhận học viên từ 59 thôi, 60 coi như bỏ. 70 rồi đứng đây kia vậy? Gì vậy? 70 nhưng mà tôi là chủ ở đây. Cái business này của tôi. Cũng kỳ. À, Việt Kiều về nước á, 70 cũng coi là anh. Mình qua đâu Mỹ, 60 kêu bằng cụ. Thôi đừng có than giảng á, trường hợp của cụ là đặc biệt. Nhận vô nhưng ai hỏi nhớ nói 59 nha. 59, 60 có khác bao nhiêu đâu. Nói thêm nghe, trẻ hay già là do cái tâm hồn chứ không phải thể xác. Thể chưa? Thể xác thì thấy ngon lành rồi đó. Tuổi này còn mang vớ màu hồng giống tuổi chim rồi đó. Mà không biết tâm hồn sao, không biết còn xài được không. Ngoại hình là 60 mà cái mặt là 90 mấy rồi đó. Mà tôi yêu cầu anh lịch sự, anh nói chuyện với phụ nữ đừng có nhai găm. Nhai hồi nào? Đó, miệng nhai chót két đó. Cái này người ta rung tự nhiên má ơi. Bởi tôi dặn mấy ông rồi, cỡ tuổi ông á, mà thả về Việt Nam á, là bào dữ dội lắm. Cái gì cũng tạp hết trơn hết trời. Bây giờ quai hàm nó không giữ được xương luôn, thấy chưa? Cái gì cũng hút quá đó. Cỡ ông là về đó là hút 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 hút. Ông là gọi là hút bụi mà xuyên quốc tế đó. Chơi phải biết giữ gìn thân thể. 60 mà chơi cái banh xác giờ dòm như 90 vậy đó. Sao ông không có chơi mà phá đồ quá vậy? Hư hết đồ đạc luôn. Ở trên đây mà còn đực vậy rồi, ở dưới đây sao xài được? Vừa phải rồi cho thêm. Sao ăn gì nữa? Không phải à. Tôi nói dưới là hai cái đầu gối của bà đó bà. Nhớ mà bó tới đây mà còn đứng không muốn nổi. Bực mình. Ôi không thấy dòng quý rồi đó. Nè, có bao giờ tập thể dục chưa? Trời ơi, nhìn cái tướng tôi mà không thấy à. Đá banh chuyên nghiệp á. Phải không? Số 7 Ronaldo à. Phải không? Đá sân nào à? Sân 2 mét. Là đâu? Đá banh đôi trên giường á. À, tôi nghi lắm à. Cỡ này mà nó còn chụp banh đôi trên giường 2 mét à. Trời, giữ quả hàm đâu nổi. Nào tôi không tin chứ cái này là nó bào tới cùi luôn. Cỡ này nó cạp không nhột, đừng chết à. Bội quá. Nè, nếu mà chưa bao giờ tập thể dục đó thì tập lần đầu bắp thương nó đau, bắp thịt nó đau lắm á, đi có nổi không đây? Không đi nổi cũng phải lết. Lết gì vậy? Vậy là tuổi này tập đó nha, là tôi tính thêm tiền á. Gì kỳ vậy? Tại tuổi này phải mướn thêm xe cứu thương chút cực trước rồi nè. Đó có trường hợp gì đẩy lên xe chở đi liền, chở liên lụy. Bữa có cái ông kia mới có 58 mà thả về Việt Nam, vợ ông thả về có 3 năm về đây á. Ông rung còn hơn ông nữa, leo lên sắt miêu chạy có xíu đứng tim chết tại chỗ. Bởi vậy giờ tôi phòng ngờ mướn xe cứu thương sẵn nha. Nè. Máy á, không có chạy máy được. Nè nè nè, ở đây có cái máy nào mà mình tập xong rồi chứ mấy em chân dài mê mình không? Có cái máy này khỏi cần tập mà mấy em chân dài rất mê. Thầy, máy nào nè? Máy rút tiền ngoài kia kìa. Vô tập thể thao mà hỏi có cái máy nào không chạy. Nghe là cái ghét rồi. Chạy nổi không? Chạy nổi mà. Tôi chạy không nổi thì chạy từ từ. Chạy từ từ về nhà nằm khỏi chạy. Cái gì vậy? Bây giờ tôi hỏi mấy câu quan trọng nè. Rồi. Rất là quan trọng phải trả lời nha. Sao? Mấy người tuổi này là hay giấu lắm á. Sao? Có bị cao máu không? Có. Có bị cao cholesterol không? Có. Có bị đái đường không? Tuổi này ai không tiểu đường mà nội. Vậy là bị đái đường phải không? Nhỏ nhỏ rồi. Bệnh này ai cũng có, đừng có buồn. Có bị prostate không? Là cái gì? Là tiền liệt tuyến nó sưng lên, nó ém vô trong bụng đái đó. Đi đái nhiều lần, mỗi lần không nhiều nhưng được cái nó ướt quần.
Người Bắc người ta gọi là đái không tự chủ đấy. Nói nhỏ nhỏ la lớn, có nghe cười. Cái gì đâu bác, ông nội con á cỡ tuổi như bác cũng bị cái bệnh mà đái không tự chủ á bác. Tại biết sao không, nhiều cái ông nội con á đi rách trong tới rồi mà không có kịp kéo shipper xuống. Vậy để tôi ghi chú vô đây nha, không kịp kéo shipper. Mà bao nhiêu lâu đi làm? Trời ơi, hỏi gì chứ vậy? Trời ơi, hỏi cho tôi xếp gần ngay toilet đó, tôi phóng vô đi ra cái ra tập liền. Tôi phóng vô cái ra cái tập liền vậy đó. Ờ, vậy đi cho đỡ chứ, mất thời giờ. Ờ, vậy đó, ưu tiên cho bệnh nhân mà đó. Ê, bác, gì nữa? Costco nó đang xèo tả đó bác. Bác biết sao không? 10 thùng tặng thùng. Bác đeo tả đi, nó tiện lợi dữ lắm. Tướng bác chắc 3 ngày xài 1 thùng ha. Tôi khẳng định với thím thằng này là con của thím đó. Ủa sao vậy? Vô ghim thấy mẹ đi. Kêu kìa lấy bác nha, giúp đỡ bác muốn thôi, bác làm gì bác kinh sĩ giả không vô duyên. Không phải là bác không thử, tao có mặt thử tả rồi nhưng mà nhìn nó giống như là quần độn đít vậy. Trời ơi, không được anh ơi, anh có tuổi rồi bận quần độn đít, tao nói mất nết lắm. Ra đây trả lời câu hỏi quan trọng nữa nè. Có gì vậy? Động cơ và động lực nào thúc đẩy tới đây tập thể dục? Trời ơi, tập thể dục mắc mới gì ba cái động cơ thúc đẩy. Có chứ, nếu có lý do chính đáng tôi sẽ bớt 50%, tại vì là đây là new membership. Ồ vậy à? Ờ. Vậy thì có. Có lý do gì? Ở Việt Nam á, tôi có quen cô. À, quen một cô vậy là động được. Cái gì vậy? Quên. Được động phải. Động lực. Tôi ghi vô đây ghi chú để huấn luyện viên nó biết. Có tuổi và bị động được. Đấy quên. Hey. Mở ngoặt. Tôi không có giỡn cái thế mà. Lộn. Bị động lực thúc đẩy rồi lộn biết lộn. Quen cô hả? Quen cô. Cỡ này mà quen cô chắc cỡ tươi quá. Cỡ con của thím á, cỡ thím mà Việt Nam nó nhốt vô chuồng hết trơn à. Nhốt vô chuồng chi? Nhốt vô chuồng bán vé cho ông vô mua vé coi hả? Ai biết, nói nghe nè. Chi? Quen cô này tính cưới là bảo lãnh cô qua đây. Đứng xa xa ra đi, đừng có thấy người có nhan sắc sắp sắp vô thì ớn à. À, ngạc một cái, cổ à, nói à, một tháng tôi mới xuống 20 pound. Trời đất ơi. Cổ mới chịu lấy. Ừ. Tháng xuống. Bác. Nhìn nó đây. Tháng mà xuống 20 pound con nghĩ là của hồi môn con nhỏ đó chắc là cái hòm của bác. Hả? À. Cái gì vậy? Trời đất, nghĩ sao tháng xuống 20 pound thì có nước xuống lỗ á. Không, xuống được nhưng mà phải có personal trainer. Nghĩa là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Một mình một phòng rồi một mình tập với người đó. À, thôi thì phương pháp này hay á. Ừ. Phương pháp nó được phải không? À. Vậy đóng tiền trước đi. Phương pháp mà không hay à? Sao không hay? Đóng tiền là không hay rồi. Phải đóng tiền. Cỡ tuổi này phải nên đóng tiền. Sao vậy? Muốn tập thử hả? Thôi tôi tập thử mấy ngày không đi. Được, không được đâu. Cỡ tuổi này đừng nên tập thử. Cái gì cũng phải bốc xẻ liền. Tuổi này dễ chết lắm. Không chết là tôi lấy tiền đâu. Được rồi, đóng thì đóng. Không có lấy phút tem nha. Móc gì giống cô nội? Cái quần này nó không có túi. Cái bóp chứ anh gì? Không có tối anh phải thông báo với tôi là phụ nữ đẹp mà không có chồng nữa nha, không có lịch sự gì hết trơn. Rồi móc gì móc đi, người không lịch sự gì hết trơn à. Có nhận Medicare không? Cái gì vậy? Không có hả? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 800. Rồi nè, người uống đi. Rồi đủ rồi. Tên gì? Trường Lam Trường, Đan Trường hay Dân Trường? Đoạn Trường. Cái gì Đoạn Trường? Võ Đoạn Trường. Nghe cái tên là muốn đi phúng điếu rồi. Đợi chút đi. Dân hả em? Ra nhận bệnh nhân mới nè. Cái gì vậy? Cái gì bệnh nhân? Quên, ra nhận học viên mới nè. Lộn. Giỡn qua cái bạch thêm này. Lộn gì dữ hả? Ngu duyên gì đâu. Bà đó bà vô duyên lắm á bác. Nãy bà cũng chơi con mấy câu vậy á bác. Bà nói bác nghe nè, bác muốn xuống ký vậy đó, sao bác không uống thuốc giảm cân của Kỳ Duyên? Có không? Có, trời ơi nó quớt dữ lắm á. Dạ chào bác Đoàn Trường hả bác? À Trường đi. Dạ rồi bác cho cháu biết hôm nay bác muốn tập cái gì? À, cái gì vậy? Này, đây cái này hả? Cô. Dạ. Có cách nào mà trong vòng một tháng á, tôi tập cái body tôi cỡ này không? Cái này thì rất là khó bác ơi. Bác phải chịu khó nhưng mà rất là khó. Khó cách mấy tôi cũng phải ráng. Dạ. Bởi vì tôi mà không tập được như vậy á, con đào nhí tôi nó bỏ tôi. À,
ra là mê gái phải không? Mê gái thì cháu lại có cách cho bác tập được. Giờ bác ra đây, cháu đề nghị như vậy nè. Cháu sẽ kêu cho bác một người huấn luyện viên mà không phải là huấn luyện viên thường. Một người cỡ người mẫu, thật đẹp, chân thật dài. Cho hai người vô cái phòng riêng đó. Rồi bây giờ cái người huấn luyện viên đó sẽ chạy trước. Rồi bác chạy theo sau, bác rắn được nha. Tại nếu mà bác rượt mà bác bắt được á, sao? Bác muốn làm gì cũng được hết á. Được không? Ủa em cái vụ mà bắt được là muốn làm gì làm, sao nãy em không giới thiệu với anh? Thì cái này mắc lắm, anh đâu có hỏi đâu. Không, mắc bao nhiêu anh cũng trả hết. Cái rồi. Vụ mà muốn làm gì làm là anh hết. Rồi, để lát em kêu cho anh được rồi. Rồi. Trời ơi, bác này hay á. Được không bác? Tôi chịu. Ok, nhà nếu vậy thì cháu nhờ bác ký cái giấy chấp thuận hồi cháu. Giấy gì? Giấy chấp thuận gì? Giấy chấp thuận là tại cái phương pháp này mà chạy trong vòng một tháng mà mất tới 20 pound á. Nó rất là nguy hiểm. Người Mỹ gọi cái này là suicide exercise. Là sao? Đó, là có nhiều người mà chạy có vòng 2-3 ngày thôi đã lăn đùng ra chết rồi. Trời ơi. Thành ra cháu cần bác ký cái giấy chấp thuận là có gì bác không có kiện tụi cháu. À. Dạ, bác ký hộ cháu. Vậy là giấy này là giấy tự sát đó ha. Rồi, giờ bác ngồi đây ha. Cháu kêu bác một huấn luyện viên người mẫu rồi, anh có muốn người nữa phải không? Dạ. Rồi, anh ngồi chưa? Ghi xuống nha em, muốn rồi. Làm cái gì làm nha em. Rồi, ghi xuống đây. Hay quá, phương pháp này hay. Trời ơi, trời, cháu này có cái chương trình nó đã quá. Cái này nhiều cái chương trình hay quá. Đứng lại. Lùi. Xin được phép tự giới thiệu với em. Anh Trần Mỹ Nhân. Còn bên đó Quái Nhân. Xin lỗi nghe, chờ tí xíu. Để em lo cho mỹ nhân này. Rồi chút nữa có người khác chân dài hơn em lo cho Quái Nhân nhá. Vô đây anh. Vô. Cỡ này muốn chết rồi, còn người khác chân dài hơn nữa. Được, cái phương pháp này hay à. Chờ. Võ Đoạn Trường, Võ Đoạn Trường đâu? Võ Đoạn Trường đứt ruột chết mẹ rồi. Anh là Võ Đoạn Trường đúng không? Đứng lên. Anh, em xin tự giới thiệu, em là huấn luyện viên của anh nè. Có lộn không vậy? Lộn rồi. Huấn luyện viên tôi là người mẫu chân dài mà. Chân em cũng dài nè. Không được đâu, lộn người rồi. Có lộn, trời ơi, mấy con nhỏ kia được cái chân dài thôi chứ đâu có huấn luyện được giống em đâu. Còn không tanh form, chỉ cần 2 tuần thôi là anh sẽ có một cơ thể giống như em. Ngực nở. Eo thon, ôi to, đách bở. Trời ơi, thôi đi anh ơi, vô phòng rượt em đi anh. Không rượt đâu, hại đâu mà, hại tôi đi. Tha gì đó, trời ơi, lẹ lên. Anh hại tôi thôi mà. Trời ơi, cái cửa đâu? Đừng có hại tôi. Hại tôi quá. Anh hại tôi đi. 60 mà cũng còn tươi xanh như nồi canh. Thôi vô lẹ lên. Tới à, tới à. Trời ơi. Bỏ tay ra đi cha nội, nhộn cái mẹ. Nhộn gì? Trời ơi, kêu đời tay rồi. Cậu ơi, ra đây với em. Trời ơi, tập xong rồi chổng chi vậy?
chu cha, thấy không, cô mới tập với em có ngày à, mới đẹp ra quá trời luôn nhé. Cái da mặt á thì nó căng ra, da bụng á thì nó rút vô, trẻ hơn có 10 tuổi vậy á. Mai đến nhá. Mai mấy giờ mở cửa? Dạ 9 giờ. Tôi đến 8 giờ được không? Làm sao khi khác đôi, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng, để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tự, tuyệt nọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tuyệt giống luôn á. Em là cô gái đích là thôn, đôi tán tròn trăng lắm kẻ già. Minh ơi Minh, em đi dự party đó nha. Minh ở nhà Minh giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, Minh phải giặt bằng tay, ok? Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ à, mấy xà bông gội đầu của con á. Với lại Minh lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À mà con mua mấy thố gà ác cho tối em về em bồi dưỡng. Minh, trời ơi Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thố gà ác kèm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ nó biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác kèm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh rảnh hơn em mà. Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được còn sao. Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi, không lẽ Minh còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa. Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương ngôn gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không Minh? Vậy trời ơi, có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy Minh, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn mà tàn tải đi với dân bà khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à, nói em nghe nè. Em cần phải cho anh có thời gian anh thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà Minh còn muốn cái gì nữa Minh? Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi, trời! Vậy? Làm gì vậy? Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu làm sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi Minh ơi, em biết là bấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặt đâu. Toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha. Anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha. Em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thơ của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả? Thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe nè, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Gì? Thơ bây giờ người ta đó thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà à. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. À. À. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi. Trời ơi, sao thơ của em toàn mùi acetone không vậy? Trời ơi, thơ em làm trong tiệm nail thì phải nghe mùi acetone chứ sao? Vậy mới là thực tế. Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi, nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ như sáng sớm anh làm gì nè? À, sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi. Trời ơi. Hay chưa? Sao thơ của em nhức nhọt vậy? À, trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? À. Trời ơi Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi, chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào da khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá
mở xoé tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi, soi của em sao tanh trình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ mình muốn thơm phải không? Ờ. Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá mình làm gì? Lau nhà. Lau nhà cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Ừ. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi, trời ơi. Em nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ? Tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm thơ thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà tế chơi trẻn đến độ trầm trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nhau không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài ba năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm. Ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi, hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không, hễ ở đâu hả có cái hòm là thấy bảo hiểm. Mà hả thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời ơi, anh thấy chưa? Em mà, nhưng mà anh nói nghe nè, anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi, mình làm gì mà không có thời gian chứ. Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi, làm chức trợ lý giám đốc hả? Cực khổ quá, mình tưởng em sung sướng lắm sao? Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm nail. Còn em là phụ tá gì bà, em là trợ lý giám đốc. Trời ơi, trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm nail cực lắm mình tưởng hả? Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ra mở cửa tiệm, xong rồi vô clean up everything. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. Xong cái em đưa tụi nó đi học. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có. Nói em á, làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em á thì đỡ cực khổ. Và anh quyết định nha, mình nhờ tới Oxin. Oxin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oxin? Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Mên, trời ơi! Vậy là mình lén lúc em mình qua lời với con nhỏ Nhật Bổn rồi phải không? Bà Nhân! Ở đâu mà rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? À, thì con gái tên Oxin. Oxin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè, mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oxin, Oxin gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe, không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mướn Oxin. Sao em bịt mũi? Ông đừng làm quá thì tụi nó ngủ với ông trống á. Không, có tắm mà không có tắm với xà bông. Có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mướn Oxin cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn Oxin là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn hôi thóp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái đùi vẽ rách lau nhà. Có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem giục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không? Hay là tôi là cái nùi vẽ đội lớp người? Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oxin. Mướn Oxin phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu rồi nha. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ôi trời ơi. Nó đang đi trong tham quan. Trời ơi, ông dẫn nó về nhà rồi hả? Không có, anh nói nghe nè. Anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời ơi, anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà ông ở luôn. Cái mẹ con tôi chết cho rồi. Ôm mình, ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chúa như là giấc vậy à. Trời ơi.
ơi, cao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thấm vậy chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như cô Thấm mà lúc bị ung thư á. Nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan, từ giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi, nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Rồi thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà, sao mà vô duyên quá đàn bà. Lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi. Bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp, mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp yên ra nè. Thôi. Cô sao cô nói vậy cô? Trời đất ơi, phải nói tôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia nó xình mẹ rồi. Phải không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở chau chung với ông tôi cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Thôi mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Okay. Em không chịu. Ê bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê bà, người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thế ghê, mấy em không chịu. Làm mà rúng động cả tâm tư tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? Thôi, à bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ. Dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ, đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Ê, dạ. Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ. Dạ. Dạ chị xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi ạ? À? Chị 300 tuổi. À, trời ơi, chị đừng nói với em chị 30 tuổi. Dạ. Dạ đúng rồi con. Trời ơi, bà này bà nói giá nào trả cũng dính, trời ơi. Trời ơi, nhưng mà không sao. Dạ, chị em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị, what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name, chị phải trả lời my name is Thảo. Không có chuyện tôi tên Thảo mà mất lịch sự, làm lại, one more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Everyone good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê. Chị ơi, thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? Dạ không cô. Chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lắc. Ôi trời. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó, mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi, làm thơ giống anh kìa mịn. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, trong nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Dạ. Không có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia, tôi tưởng bệnh quánh quá bà chạy qua đây chứ. Tưởng ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè. Dạ. Vậy vợ ông, rồi xin lỗi lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ, chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Khô cá đuối. Là sao? Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành ai dè đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. Là mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối này vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc sống thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm đó cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn lòi họng mày luôn chứ bây giờ đâu. Trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. Thôi bây giờ nói chung là em nói hết rồi. Bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị. Dạ. Tôi muốn hỏi cô á, có kinh nghiệm gì? Cha xin lỗi, chị không chịu được mùi thuốc phải không? Dạ chị cũng phải chịu, tại vì tôi phải hút thôi. Dạ. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? Tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn, 6 đời chủ. Lộn đấy, chữ chờ lộn. Tôi sẽ kể cho nghe là tại vì sao? Tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ? Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. Coi như là nó như vậy.
người chủ thứ nhất của tôi tại sao tôi ở, trời ơi ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi tôi quá ước ác đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ vậy? Trời đất ơi, tôi nó bao nhiêu người tôi cần chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhắc thì quá nhiều. Ước ác thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là thôi tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai, đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi cái bà này được nước bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ. Trời ơi. Làm sao ở, mẹ già bà đặt khó tính. Còn sao rồi sao? Trời ơi mà bù lại cái tròn cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xong đôi hở đẹp trai cái đi đôi với Sở Khanh. Trời ơi Sở Khanh quá em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ tiếng nổ lớn mà đúng không? Dạ. Người làm sao chịu nổi. Trời ơi thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó nói Sở Khanh em không chịu được. Trời thế là trở qua người chủ thứ ba thứ tư. Dạ sao người chủ thứ ba thứ tư, trời ơi đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen á, là mấy mẹ đàn bà này là chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ người ta mượn người ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy đồ thì cứ xúc thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Đấy, anh, bây giờ em nói anh nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó đều rình hoài sao ăn? Sao ăn? Con nếu ăn không được thì ổ làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghĩ thôi. Thế là chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời khổ lắm chưa đâu, tới đời chủ thứ năm em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Trời. Chết cha trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em tại vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ. Em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu, em nó có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chân luôn phần dưới. Trời. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi em quơ rơ rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi. Con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Em đành dứt áo ra đi. Đó. Đi nữa. Tính người chủ thứ sáu của em. Trời ơi cái ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tôi muốn làm gì làm mà ngạt nổi chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi không còn răng họ đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm mà tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi đi ở đợi cô đi kiếm trai vậy? Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế, là tại vì sao? Là tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái của em cứ làm, cứ làm. Không, em làm gái, em nói làm gái vậy. Ê, gì cô? Trời, mình ta, mình thật lòng mà ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích, mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. Quá. 900. Lương bà nhiêu tháng? 2.800. Vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, tôi lấy 2.500. Trời ơi, mắc vậy cô. Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy, bà 300 bà ăn gì? Bà ăn gì tôi nghe hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì? Bà ăn chi nhà hàng sang trọng, bà ra Food to go mà mua 1 đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lưới ăn chi cho nhiều. Tôi lấy về là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3.000 mà tôi chưa làm. Trời. 1 năm 4 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền thôi. Estee Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Cái gì? Mỗi lần đánh mặt phải qua tiểu bang Seattle hả? À? Cái lộn Seattle. Nó lộn. Nó lộn tiếng Anh lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả, ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn. Mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Đi chứ cái bản gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt băng phía Nga coi từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ chuyên cái mặt cầu nào tao xuống hết luôn. Cô ơi, nhưng mà sao cô lấy tới 2.500 lần cô? Trời ơi, 2.500, 1.000 là bé bị xích. Còn 1.000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội này lãnh tháng 650 nè. Ờ, đâu có. Mày làm gì? Si khờ người già nè. Ờ, không có cô. Sao không có, cái mặt mới có hai mấy, người ta gớp mà 70-80 tuổi, nhìn già quá hả? Trời, lâu 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 không có bà nhà, ông bay vô, ông cắn tôi rồi tôi mới chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không cô? Bớt bao nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Vậy thôi xuống 1.000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Tôi thích. Tôi thích là tôi vậy, tôi ở, tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè. Đó, bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao, người ta thích nè. Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết giải thích đâu giờ. Sao sao? Bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ chi vậy cô? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? Lộn, kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. Đúng rồi, cái gì có nồ là quốc tế rồi, mệt quá.
là roll hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vậy nhà có cái giống chó gì? Chó ở nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất. Vậy mà không chịu bệnh đó, trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, nhà tôi có cái tủ lạnh. Đó, có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà chị. Nguyên cái nhà bự có cái tủ lạnh một bà nghĩ sao mà đàn bà là không mua được gì trong nhà cho bà có thẹn không bà? Bà bởi vậy có bà mà tôi nói thiệt mà tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh mà từ bây giờ là tôi. Em ngon lắm anh, em vô côn lắm. Dạ. Mà có cái bồn tắm massage không? Ủa, sao cô cần cái bồn tắm massage chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không mà. Ngựa. Giờ ngọ. Ngọ là con trai, con gái là giờ ngựa. Hiểu không? Dạ. Em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á. Mà phải có phòng có massage em, những khi em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt hết. À đúng rồi. Dạ em hiểu rồi. Bây giờ tôi nói cô nghe nè, cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. Tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa rồi, đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha. Rồi bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa, đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa hai, đứa bốn. Đứa mấy, hai tuổi bốn tuổi? Đứa hai tuổi, đứa bốn tháng. Rồi còn làm lượt, hàng chi không có tiền mua đồ đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi dần, đứa nhỏ tuổi thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi tỷ, này tuổi hợi. Dần thân tỷ hợi, bốn tuổi này cũng không kỵ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Không, không, nó là sắp số rồi. Sắp số rồi, nó là sắp số rồi. Nó là sắp số rồi đó. Nếu mà năm đứa ở thì kim mộc thủy quả thổ, kim mộc thủy quả thổ. Ê, bà làm neo phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời ơi, nó làm tôi 35 đồng là sao bà? Chỗ này bữa nào qua làm phí cho nhớ nha bạn bè mà. Ôi, nhớ nhỏ em ở bên Nhật nó mới đây chị nha. Tôi thích ra cái đường sinh đạo mà ngắn quá. Sinh đạo là gì? Là đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, tao nói vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà vô giếm mà. Rồi sao nữa? Sao nữa? Tôi bỏ ba. Là bà ăn gái hồi hồi có coi bói cái là nhầm à. Tôi hỏi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích nước khó không phải đơn giản đâu. 2 tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, sao không chưa? Biết cô. Trời đất ơi, như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng chứ đứa 4 tháng tôi không trách, tôi trách đứa 2 tuổi. Thôi, tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em, nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, ba còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Đây nè, dành con để bà đi. Con bị bại liệt. Bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó khóc một lượt, anh làm cái gì cho nó nín? Không biết. Làm sao làm được, chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc bắc. Trời ơi. Ở 1 tuổi cho 1 viên, 2 tuổi cho 2 viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một hồi nó mệt, nó ngủ không đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm không tôi không? Thôi. Giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, hai đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Thì không biết đó, nữa con. Vậy là bất bình thường rồi. 2 tuổi 4 tháng cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè, đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi, má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền, nói xong gia đình tôi bỏ chạy tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường, còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. Hả? Trời ơi mình ơi, con mình bị câm rồi. Thôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi cho ý kiến nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày, tao quỷ ngồi đó thôi. Con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền tao mới muốn mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng rồi, bắt nó phải nói, mày bắt nó phải ăn, nó phải quỷ yêu như mày. Con quỷ cái tức quá mạnh luôn. Em, ê, bà làm gì, bà làm gì, ê, bà chơi gì, bà làm gì? Ủa, dạ tao ghim vô đầu mày cái thằng mẹ này cho vô chạy. Trời ơi, ơi em mà vợ chồng mình quá dễ. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Em đứng ở ngoài đường vô xe. Mày biết con quỷ. Vừa ý ông chưa? Hả? Oxin á. Trời ơi, đâu có đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Tiền ai cũng ham hết á. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái thực tế, lo cho con. Trời ơi, ông cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ông ơi. Thì đúng rồi. Thôi em ơi, trời ơi, con đi cứu quả. Con trước khi nó đi, nó đốt nhà mình không? Con mình đâu? Nghe,
sao nữa không? Bây giờ bullet nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bữa đó tôi ở trong Mỹ Đen, tôi quánh hai đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi. Để ráng cho tôi trốn đây chút, đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa? Con Mỹ Đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đi em? Trời ơi, từng cười hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu quản cho mọi người. Đúng vậy. Đi bệnh. Hai chồng đầu giấu chút xíu chơi hèn định chỉ hả? Định đi lập công xin lỗi tự thú, không lẽ tôi tự thú đi. Tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa, cắn rứt lắm rồi. Mệt con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ. Mệt quá. Đánh ông đứng đây đây. Làm cái gì? Dạ? Gì? Kêu Bolip cũng phải cho sang chứ mình phải đứng với Bolip đâu. Bolip! Jonin! Em yêu! Mày hiếp! Tôi hiếp! Mày hiếp! Bắt nó lại! Trời ơi đau! Ủa trời ơi! Tôi không sẽ cởi rồi kìa! Bắt nó giao cho cảnh sát lại đó! Đi! Còn kìa, trình diễn của Kỳ Quang Lê Tính và Trang Thanh Lan đây rồi. Chấm dứt, xin chào, kính chào tất cả quý vị.